Vâng, xin kính chào các bạn, tất cả các bạn đã trở lại với channel của mình nha. Thì lại là mình đây. Thì hôm nay mình có đi ra một cái mít. Thì cái mít này nó rất là táo bạo nha. Có những chiếc xe rất là đẹp luôn á. Các bạn nhìn xung quanh không? Quá đã luôn. Bây giờ mình quay xe cho các bạn coi nha. Này là 7 rưỡi tới 10 giờ. Mình mới đi chạy có 10 phút mà. Mà giờ không có chỗ đây đậu xe luôn. Damn. Xe đẹp. Bên đây hết, bên đây không còn chỗ luôn à. Đây là anh họ chụp mình. Cho anh chụp cho em tắm đi anh ơi. Giờ đi mua nước anh ít. Ok, ok, vô vô. Skyline 32. Xin vật hát bác. Mira. Damn. Beamer. Đó, anh này là gì? SRT hả? SRT đó. Ừ, thằng này đó, thằng này giống cái cổ điển ngày xưa này. Damn. Ừ. McLaren nha em. McLaren trên Toyota McLaren nha. Bắt được rồi nha, bố không thấy. Damn. Mít là chất lượng không rít. Hello Mr. Evil. Hello Mr. Evil. Hello. Thằng đó là hot á. Thằng đó với thằng này là hot nè. Thằng Evil, hai thằng Evil thằng Lexus đó đó. STI. Thú vị quá ha. Này Corolla quá. Có Camry, Camry độ đẳng đó kìa. Độ bánh NK OBF1. What the fuck. Đúng á, cái trắng cái chrome hay là chắc rip không ta? Rip. Má BM không à. Không. Rip. Ừ, hai con chó. Có hai con chó bự quá. Boss nữa. Hey Sarah. Pretty good. Oh, Ferrari. Một má 488 á man. I'm looking for my 911. Không có, không có. Hình như là có, tối nữa mới lại. Everywhere luôn á. So. Here we go. Yeah. So there's a real reward and there's a technical. Tap on. Oh, the disc. Look at it. It's ugly. No, it's Toyota. No one to play by that. Acura. Không có thằng nào nói được cái gì. Này stock nè, nguyên con luôn. Để mình cho bạn coi nha, đây là từ trên xuống dưới là nguyên một dàn Tesla luôn. Damn boy. Elip. Bình hơi. Sorry các bạn vì nó hơi tối. Ủa vậy là thế này, chiếc này nó để được hai cốp rồi ta. Em tưởng con cốp chứ. Giờ mình đi quay mông xe cho các bạn coi.
Đêm má, hôm nay toàn thứ dữ tới không à. Đúng là cái mít hôm nay là ra là một cái chính đáng. Chiếc này làm dàn đèn LED ở dưới nữa kìa. Mua rồi, mua khóa rồi, mai mốt về chiếc này mình gắn lên luôn. Wow. Cái này đi không ở trong rồi. Tích la đỏ. Ờ thằng này đẹp. Này gắn gì trong này ta? Kẹo hả? Kẹo hả? Không, DIY auto detail supply. Lấy được không? Bà gắn họ bán qua cho này lại ta. It's a tối quá đéo thấy gì hết. Oh man, this is Subaru man. Subaru. What wagon? Mà sao phải mà? Quả má. BM không à? BM hết chưa? Team cup car, no way here, say. Ngày hôm nay thì em có BM nè, Tesla, McLaren, Ferrari. Thôi là mấy mình tới sớm á man. Chỗ mình với anh Eric này múc bên kia, thôi là hai mình tới sớm. Tới chạy có 10 phút à, mà nó đã kín rồi. Nhỏ đó con gái á man. Chiếc nhỏ lấy sệt mà nằm ở trên đầu. Nhỏ đó anh có follow. Em fan, bye bye. Oh, probably. Đi chơi, đi lên không, đi lên không? Đi lên chơi. Hình gì? Nissan BM. Mắt nhìn vô xanh đẹp quá man. Bít, con cu giả. No. What the fuck? It's a dinosaur. It's a small tiny little dinosaur. Damn, má là đứt mít đồng quá. You go with dino. Yeah. Thằng này thằng 86. Damn. Nó sẽ chọn mấy anh trẻ ra Audi không ta? Cái này Vũ Mâm nè. Đông quá. Đêm. Hôm nay tàu là xe dữ không bạn ơi. Yeah. Nhân vật chính của cái chỗ. Trời ơi, trời ơi, cả. Nhân vật chính của chỗ đậu hôm nay là một chiếc Mazda, chiếc Honda Civic Hatchback. Đây, một chiếc Mazda của Eric chuẩn bị rắn mâm NK. Thôi là hai mình tới sớm, không tới sớm là không có chỗ đậu đâu. Nó tính ra là mâm em xem vừa tối mà vừa mâm cũng không thấy luôn nên xô cái mẻ gì nữa. Mày bóp đi đèn vô. LED. Ờ đi dàn đèn vô. Lần này khách nè, xong cái chuẩn bị mỗi 6 tháng đây mình lần. Thì tới mít thì mình bật lên, không mít mình tắt. Không mít thì thay đèn lần. Ừ đúng rồi. Wow. Trời ơi. American Muscle. Oh, it's muscle. Meat, agi. It's muscle. Miata. It's so. Wow. Ê, tính ra bên kia là nó sáng hơn bên đây luôn, man. Ừ, đúng rồi. Ok. Ferrari kìa. Ừ, đúng rồi, tụi nó đó. Qua kiếm nó. Đây là nguyên team của Lexus Society. Chủ hết hả? Chủ hết là anh đẹp trai nè. Hả? Ủa chủ hết hả? Wow. Chưa chủ hết chứ chưa là. Oh shit kìa. Cái ba chữ chứ con tẻ luôn. Thích chiếc nào Rick? Cho mấy chiếc này. I'm waiting for my friend Acura man.
The blue Acura. Hồi tí nữa có ông công tới nữa nè. Ông có hả? Ông công tới, hồi em mới kêu ông ra, nhưng mà chắc ông đi chiếc xe khác. Ông có hai xe mà. Ừ. Ok, đây là một dàn Lexus. Damn. Sao này là hấp chủng luôn. Almost down. Còn tí xíu nữa. Chắc nó phải mua thêm cái gì đó, kem bờ này nói gắn rồi. Đúng rồi. Là ao rồi. Ôi giời, cái gì vậy bạn? Má, tụi mình chưa muốn ăn rich mẹ cho mình diện thôi nha bạn. Này Civic. Này chiếc khác bác giống mình rồi chứ. Evo. Này tối quá không thấy gì bạn ơi. Evo nữa nè. Damn. Bình. Bình A. Trời, gỗ bên trong vàng lo nữa. Trời ơi má, tiền không. Sương sương là thấy cũng Elite 4000 ừ. Là 600 nhưng mà đi cái base nữa là 1200. Cũng tổng cộng ít nhất cũng là 5-6000 đô. Ừ. Cả trăm triệu. Cả trăm triệu ghi được có 2 món thôi à. Trăm triệu được 2 món chưa tính sàn gỗ. Ừ, sàn gỗ. Sàn gỗ tổng làm thì cheap house around 55 bucks. But the more expensive 100. À, cái này thì khủng. Nhưng mà đi cái này á. Kìa đậu nó đi ba, hai chiếc hatchback kìa, đậu vô, xe tao kìa, đậu vô. Đậu phòng đậu vô mày. Mấy ông đậu luôn. Đây là BMW. Này là gì, Volkswagen. À, đi mua nước chưa? Dùng nước trước không? Bây giờ sao? Thì đó, thì giờ mình thì lúc nào cái này cũng vậy men. Mua nổi đâu, đợi đến lúc về thì mua. Đâu, em vô mua không à? I am slow. Oh well, technically it is. Này là bánh gì ạ? Oh, bánh ray, ray, mâm ray. Không đẹp, không đẹp men ơi. Này chàng em vậy? I'm slow, you slow too. Đây là hai xe thang mình. Mini Cooper. Trời ơi, 911. Oh my god. Test drive it. Tap off? No. Không phải. No. The main point. Should we go down there? It's kind of dark. Có thể sẽ không thấy gì dưới đó. Nói chờ mình. Đây là mọi người đến tất cả từ mọi các nơi. Bây giờ không cả luôn hả? Mình tổ chức này cả chứ anh không cả thì thấp quá. Không thấp bằng em đâu em ha. Lexus. Wow. AS. Supra. Không phải. À, the Supra. Ôi trời. Did you just say Supra? Ồ, có motor nữa kìa. Damn boy. Mấy anh ăn cái sinh sớm quá, tụi em chưa ăn mà mấy anh ăn sớm quá. GTO nè. Gorilla. Damn boy. Thôi quá, để đi lại gần rồi, thấy không? Bắt. Đây là, cái này là GTO R35. Ủa, xe mới luôn kìa. Mới cáo luôn. Ôi vãi, cái linh hồn mấy mẹ. À, sao dịch mà mấy mẹ chơi dữ vậy? Wow, một chiếc xe bé bé. It's Camry. Wow. Lexus. Audi nè. Evo. Damn it. Almost. Quay ra. Quay. Ủa, cái biển số lạ anh ta. 34G716. New Jersey. Ừ.
but. No, it's not our car, obvious. If it's drop something, it's gonna be the wheel. Well, technically, it is, though. Xe này cũ quá, chạm nổi. Thì xe đó giống như giờ nhớ đến cái cảnh mà ông bà già mình là kiểu lái xe đó, xong cái bỏ lên cho nó cao lên cho đã. Nhưng mà cuối cùng động cơ just still like shit. À, đồ, nguyên con nguyên bụi cây di động. The fuck? Vậy nữa? Portable Christmas car. Oh wait, it's actually portable Christmas tree. Đây là những thằng chạy với những chiếc xe cảnh sát mà nó mua về độ hành xe bình thường luôn. Ồ, mấy giờ ra sáng nè. Nhìn cái này bén như sợ. S2K. Anh Nguyên ơi, nhớ anh Nguyên có coi được vlog này là S2K đây. Đang nhắm. Ooh, damn. What's up, bro? Where are you at? I'm in the back. Oh, I don't see you, bro.